Rồi mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Nằm giống tắm biển quá nuôi. Nằm ngã ngớ ngã hậu gì đó. Hôm nay có gà, có tôm, có cá, quay, con bắp. Mà thiếu bầu, thiếu cua, thiếu nai. Bầu cua cá cọp. Có ba con rồi. Gà, ăn tôm, cá. Cho đi đá lộn cho dữ vậy đó. Đây, gà trống quá. Đá gì mà nó ơi, nó không tàn nó ra thôi. Bài đá này hồn đó, không nhảy bài, không gà kia đâu. Này có 4 cái dồi luôn. Bài ăn trước. Mai đất thì đại. Một mình nó 4 cái dồi. Mặc sức rửa. Tha hồ mà rửa. Đậu tép này thấy cho cá ăn được ba. Bình thường mình ăn cơm rất là đơn giản, chỉ có mấy cái bóng kho đó, một trái chuối, hai trái chuối là được. Ngon hơn nữa là nấu miếng canh rau dừa. Có ai muốn giảm cân thì hãy ăn như mình. Ngày ba bữa ăn vậy không, không ngoài ra không ăn gì hết mà xuống, bảo đảm xuống. Không xuống cũng tuột nữa. Tuột đường, tuột máu. Ngày vậy mình xào bắp hay gì? Chiên. Chiên bắp hả? Bắp với tôm, với miếng khoai ăn chiên. Bánh bắp chiên, bắp chiên. Thế là em đang bào đậu khoai lang hả? Tùm lum hết trơn à. Có ai vô nó ngon. Bắp xong thì nó không ngon. Này có vợ mình làm bắp khoai môn hả? Khoai cao. Khoai cao à. Bắp khoai cao rồi khoai lang. Không thèm thấy cái củ khoai cao nó bự dữ ta. Nó cũng vừa chứ không có bự không. Khoai cao bự. Khổ lộn khoai môn bự dữ lắm. Còn mấy củ nén nén nhỏ nhỏ này là khoai gì? Khoai cao nhưng mà cái dạng như mấy cái củ gốc á.
mấy cái ngạnh mấy cái gốc lắm. Cái này tôm này vợ mình cắt ra hột lựu. Cái này tôm nó cũng giống con tép quá à. Cái này tép bạc hay là tôm thẻ? Tép bạc. Nhiều bổi này chắc nhiều rồi, cái này chừa lại đi thấy nhiều quá. Dạ. Vậy em bỏ gì vô bột hả? Bột, bỏ bột vô. À. 2.5 bọc bột chiên giòn. Giờ tới khâu quan trọng là bỏ bột. Ở nhà còn nửa bịch chiên giòn với lại 2 bịch mới. Rồi thêm nghệ nữa. Bột nghệ. Không biết bột này bột gì. Cái này giống làm bánh bánh tép vậy. Mình làm bắp. Hèn chi. Có bột rồi. Giống giống. Giống bánh tép. Nhảy gì? Nhảy cá cá nè. Chị nó lên cái mục tiếp tiếp nó lên nè. Chỗ đó kiếm chỗ đất nào trồng. Ở con trồng của mình kia cái nó bị úng hết trơn rồi. Đi đem ngay trước trồng chỗ nào có cát cát đó. Em muốn cho nó béo nữa em bỏ trứng gà vô. Trứng gà đâu? Cấp trứng gà của con gà. Thấy trên đó cái chủng trứng gà ba để trên đó mới có làm gì. Ba ơi, hát bày nào cũng mười mấy trứng mà nở ra cả chục con, 12, 13 con. Nói chung nó lớn còn mỗi mấy con à. Ủa cái trứng gà này nó làm như nó làm sao á, đập ra cái chồng đỏ nó bể lẹ liền giữa luôn. Đó. Nó muốn giữa rồi. Nó muốn giữa rồi đó. Tại nó đẻ ngoài cái chậu mà cái chậu ngoài đó, chậu gần đó. Mới vừa tách ra là chồng đỏ nó bể luôn á. Đẻ mấy bữa rồi ổng mới lụm ra được mấy trứng đó, 4 trứng. Còn nhiều bào hết luôn nè. Lấy chiều lại giờ bào hết hả? Thấy nha, bột nó cũng không có đặc lắm mà bào hết luôn. Chừa làm biến hấp cơm. Tính để hấp cơm em. Bào luôn. Thank you.
đảo nữa nha. Ông ngoại thích ăn cái gà này nó mềm. Gà vườn nó dai lắm. Thực chất cái gà vườn á, mình nấu cái món như hầm rồi thì nó cũng mềm. Chứ còn chiên với nướng là dai lắm. Đây mẹ chế nước mắm vô đang làm nước sốt. Múc mấy muỗng nè. Múc thêm 2 muỗng nữa đi. Là 3 muỗng. Làm nước sốt làm cái gì? Nước sốt làm nước mắm gà chiên nước mắm. 2 muỗng đường. 3. 3 muỗng đường luôn hả? Đây nữa mẹ chế thêm muỗng chiên rồi. Bây giờ mẹ lấy 2 muỗng là 3 muỗng. 3 muỗng đường. 2 muỗng nước mắm. 2 muỗng nữa. 2 muỗng nữa. 4 muỗng. Rồi lấy lại đặng lấy cái chanh cho mẹ. Mẹ nặng tí xíu. Rồi có quậy ra không mẹ? Quậy. Cho con. Chó với mèo. Thôi con hết sốt rồi. Mấy trái nè. 1 trái với 2 trái nhỏ. Cái gà chiên nước mắm, hồi đó mình cứ nghĩ đâu là gà ướp nước mắm xong đem đi chiên. Nặng tí xíu rồi nha Quyên. Nặng tí xíu thôi. Ủa sao con đánh cái đầu con nặng cái đầu đó cũng được nữa. Ừ. Nặng tí xíu đó hả? À. Tí xíu đây thôi. Ừ. Tí xíu đây rồi hả? Ôi cái màu khác hả? Chẳng qua mùi rồi. Khác rồi. Làm 2-3 bếp là căng không anh Việt. Ê, bây giờ tới giờ vợ mình chiên bánh chèm bẹp. Chèm bẹp, ok nhóm, giống như con chèm bẹp. Bánh chèm bẹp. Bác hai cũng nói con cá đuối là con cá gì đó. Con cá chèm bẹp. Hai con này. Con mèo đu đu lết luôn à. Khiêu chọc ghẹo không ta. Hôm nay hai món còn là chiên không nè. Có mọc không? Bữa nay có bắp rồi cho nên nó sẽ ngọt hơn bình thường. Sao người ta làm bánh xèo người ta không đổ, người ta không thấy bắp vô ta? Không biết. Vừa sáng kiến, vừa ăn sáng kiến. Vừa ăn sáng kiến hả? Có bắp chiên thơm đúng mình. Đã kêu cái này là gì, bánh bắp. Bánh bắp chứ không phải bánh tép hả? Bánh bắp. Không phải chiên bắp với bột không? Thôi bỏ miếng tép vô, bỏ miếng khoai cây. Vậy là bánh bắp chay, còn mình thêm tép là thành bánh bắp mặn. Cá muỗng gì ăn cơm. Cá ra chạy lại ăn cơm ăn.
biết sao đợt này bự không? Bị á. Trồng thưa có mấy hộp à. Nó ra như cây đó ăn bung hết. Rồi mà còn rải nhiều quá thôi nhìn. Trước rải dày mịt thôi. Cái rừng. Làm trục làm nước cũng được. Cái rừng ăn thử. Phái trồng vậy. Gà chiên, gà chiên xong làm sốt nước mắm bỏ vô gọi là gà chiên nước mắm. Hả? Rửa ngâm đó. Ngâm rửa xả mấy lần là nó mới sạch được. No. Chén này nãy giờ mình pha nước mắm đường. Cái món này làm như mặn mặn ngọt ngọt cho nên là đường hơi nhiều. Này còn gọi là mứt gà cũng được nữa. Qua đảo lại cái gà nó chín hết rồi mình sẽ đổ ra. Rồi cái dĩa này bự quá rồi. Một hồi bỏ bánh tép bên nữa. Bánh tép chung nữa hả? Sao không để riêng? Để gom cục lên vô. Đừng mài ra gom cục vô. Sáu nó khoái ở góc dừa đó. Cái món này không thể nào thiếu nước chấm, nước mắm để chấm. Thank you.
Bữa nay chơi món ăn tông xẹt tông. Hai món vàng vàng giống nhau. Mẹ giảm như tôi nhẫn quá. Ai đường nhiều quá, tao sợ. Cho con cái gì cả đi. Còn miếng củ kiều nè. Kiểu để nguyên ấy vậy đâu ngon. Sắc kìa. Sắc hoặc là đâm. Đâm nó nát nát dập dập bỏ vô cái cối á. Mấy viên phái món này rồi. Rồi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mời mọi người cùng tham gia nha. Ngon quá. Muốn ăn cơm nhãn khoái. Nhãn chi lớn lắm. Đợi chú coi. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Con mà ăn không biết. Trời tới không nào. Gà ngon quá. Con không nướng. Dài quá, còn bắp con nó còn nhỏ xíu. Con thấy. Con thấy mà tại vì chưa có ăn vậy mà. Vợ con bẻ trước cái bắp trên nóc nhà cái bắp. Nó dài quá, cái nó ra dài quá, cái nó nhỏ xíu. Tóc nó bài bài vô. Bữa nay ăn cơm mà món có hết dưới, thuốc ấm hết rồi. Ngủ hả? Buồn ngủ mà ngủ không được, nặng cái đầu đi chứ. Ngoan, một cái chuyện. Cái Nguyên. Trung nhập rồi hả? Sướng. Sướng ngủ hả? Dạ. Nước mắm nè. Cái củ kiều. Câu vớt á. Viên vàng hấp dẫn. Ngon quá trời luôn. Ai gấp tới ông gấp tới món này. Cái bự của ông hết đó quá. Nó to. Nó nhiều. Ừ, để nha. Ngập lỡ. Lòng. Thì làm hai à? Không thấy Nguyên đang cãi rồi. Nguyên ở món gà chiên rồi Nguyên. Đúng rồi Nguyên. Bữa nay ăn cơm món nó thấp dữ lắm. Tàu ăn cơm hoài với nó bụng quá, bụng quá. Bữa mà ăn cơm món không thấp giờ là nó trúng món à. Nó cơm hả? Nó bánh hả?
mê gà, món gà, món ruột của nó. Dùng cái mắt chiên vô ngọt ha. Món gà là món ruột của Nguyên. Cái món này chua, vị chua ngon. Vị đó hả? Bánh xèo anh cuốn hay cuốn là hết cái bánh xèo. Mình giúp chị ăn đi. Hết trơn rồi. Có bà này ăn không? Ta chọc với nhau mà nhiều khi mình nghe cái là cái người nghe người ta tưởng là nói thiệt, người ta kể cho người khác nghe. Trường đăng lên không có hết đâu, không có một cái gì. Cái người khác nghe cái tưởng đâu là thiệt, cái cũng chỉ cho người khác nghe mà ai người, người này chọc người kia thôi. Chứ làm sao hết. Giống gì đó thằng bạn con mụn thông chọc nó. Khi mà về mình kiếm cốc lửa. Cốc lửa. Nướng. Cốc đỏ. Nướng cái xong cái từ từ cái nó chuyển qua màu vàng, nó thơm thơm. Cái mình ngưng không kể nữa. Nó hỏi làm sao. Nhờ. Hồi cái nó khét hành thang cái mình đem đi dục chứ làm gì được, nó nào làm. Nghe hết mộng hỏi tới à. Trời. Nói chung là người ta nói đúng nghe cái thứ mà mình mong muốn là mình cứ tìm tới. Dù biết nó không biết nó thiệt hay không. Lúc đó mới ăn ốc nó cũng nhiều. Có hông? Mà lúc đó ốc nó ít chưa có nhiều. Kiếm cũng chẳng thân như thế. Rồi. Thân là không có bị ngộ độc thôi bị. Ở dưới quán thằng Sưng á. Trời ạ. Nhóc mặt trời mấy đứa nó bắt nó cho tao. Con đó thì cũng có người bắt ăn. Nhưng mà nó bắt. Muốn ăn người ta chào phèn. Người ta chào cả ghi. Bỏ cái ruột. Dạ. Thôi ghi xả cái đậu không à. Ăn nó giòn cũng như mì gà vậy đó. Mấy nó nhậu á. Giòn. Mấy ăn thấy nó ngon. Mấy với 17 mè tối đi thôi ốc rồi về thào thả ớt ăn á. Nó đó thằng Nhàn xuống dưới đi thôi đó. Nó đó thằng Nhàn còn nhỏ nhỏ. Tối đi sau một thùng vậy á. Về cái mành với thào thả ớt ăn. Vậy cái con nó khuẩn nhiều. Ăn có dĩa thuốc á rồi ai cũng ăn đó. Con ốc mà nó đẻ xuống rồi, cái ông gần nhà, ông đem về. Ông đầu ông nuôi kiển. Hai cạp kìa. Ông nuôi kiển cái đầu ông bán cho ông nội. Ông cho ông nội ông cặp chứ. Cái đầu cũng ấy ha, bởi vì hồi ngon nuôi không có dám thả ngoài. Cho nó bò đi mất. Không thời gian trời ơi, nó đẻ ông nội mẹ nó đẻ vàng cái hồn non gấu quét hết trơn trong nó quá trời nhiều rồi. Xong cái đi học á, mấy thằng bạn á ở dưới ruộng á ra sau nhà ông nội nó có pháp mà mua không lại bán cho rồi nó lại nó mua bắt bán cho nó con 100-200 đồng đó. Hồi đó kêu ốc pháp không à. Bây giờ kêu ốc u vàng đó, nó kêu ốc pháp. Tại nó vàng vàng lắm. Dạ ăn xong khỏi cuốn. Này người ta bán, người ta bán người ta nói vậy mới bán được. Cái này giòn giòn ăn không ngon. Ăn không ngon hơn không nghèo. Không nghèo. Có gì ít nó mới giòn. Không nghèo. Ai ngờ đâu là sau này phải mua thuốc diệt nữa. Nhà diệt mà nó không hết nữa. Nhà diệt còn không hết nữa. Mấy con bự ở chùa đất nhậm chậm á. 3 tháng chưa chết nữa dưới ruộng á. Mình vô ngoài ruộng cái mùa tháng giêng mình cung eo á. Như tính đâu nó chết nữa, ai nhìn nó đâu nữa, đất mẻ đâu nhớ á. Xả lúa, xả nước vô là có nó nhóc à. Không ăn ba bắp gì à?
Trang hào không đó. Cái lịch nhau thẹo rồi. Đường nhiều. Ba cây cải rồi. Đổ ba cây cải ăn hết. Lá nào thấy nè. Quá trời. Cải mày trồng á hả? Bảy trồng. Tốt dữ hả? Thì xả ít nó vậy. Mấy đợt trước bảy xả vậy quá trời. Còn mấy muộn rồi. Thôi mới thả vậy quá. Đợt này, đợt này xả ít nè, cho nên cây nó bự. Không xung đá đâu. Đá cái mấy con gà, nó đá là gà không? Nó chọc người ta đá nó, rồi cái nó la cho mình binh á. Nó thấy có mình á, la lên. Nó gà lại gà. Nó đâu có sợ gà đâu. Thấy gà là nó chọc. Vì để quen. Trời mưa đi qua. Trời mưa quét lá. Cái cây miếng cầu dai này nó chết cái đọt rồi. Thấy không? Sâu đục thân á. Cây này nó cây mít này cũng chết cái đọt nữa nè. Bởi vì lá nó rụng quá trời rụng luôn. Đó, nó cái rễ này nó mới ăn nè, hơi hơi rồi đó cái rễ á. Bữa nay trời mưa quá trời luôn, nhưng mà mình cứ tưởng đâu mưa lớn lắm. Ai ngờ mưa có mấy hộp, rồi lại nắng chang chang. Bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi. Đã lâu rồi mình không có quay chiếc xe đạp nè. Những bạn nào theo dõi kênh của mình lâu rồi thì biết những video đầu tiên thì mình đưa quay chiếc xe đạp này. Rồi thôi, video hôm nay mình kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người vào video sau nha.